Triệu Lệ Dĩnh thân thiết với tình mới của Phùng Thiệu Phong, fan vui mừng cặp đôi sắp tái hợp. Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh là cặp đôi được yêu thích nhất nhì showbiz. Thông tin cặp đôi ly hôn vào năm 2021 đã làm sập hệ thống Weibo, kéo theo lượt bàn luận khủng. Sau cuộc hôn nhân làm tiêu tốn nhiều giấy mực của báo giới. Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong vướng nghi vấn tái hợp nhờ một bài đăng của blogger. Sau khi chính thức đường ai nấy đi, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có sự khác biệt rõ rệt. Trong khi mỹ nhân họ Triệu liên tục đạt loạt thành tích khủng nhờ hạnh phúc đến vạn gia, gió thổi bán hạ, thì sự nghiệp của Phùng Thiệu Phong có vẻ chững lại. Những tác phẩm mà nam chính Minh Lan Truyện tham gia thời gian gần đây đều không tạo được hiệu ứng tốt. Mới đây, cặp đôi Minh Lan Truyện tiếp tục trở thành tâm điểm của truyền thông nhờ một bài đăng của blogger. Theo đó, nguồn tin cho biết tình mới của Phùng Thiệu Phong cảnh điểm của mối quan hệ rất tốt với Triệu Lệ Dĩnh. Hai mỹ nhân xứ Trung đã đi ăn tối cùng nhau vài lần. Được biết, thông tin này chưa được các diễn viên liên quan lên tiếng xác nhận. Trên các diễn đàn bàn luận phim, khán giả bày tỏ sự thích thú trước mối quan hệ giữa Cảnh Điềm và Triệu Lệ Dĩnh. Hiện mỹ nhân Bắc Kinh nên duyên với Phùng Thiệu Phong trong phim Trước Phong Lưu, cặp đôi cũng có mối quan hệ rất tốt đẹp. Liệu rằng việc Cảnh Điềm thân thiết với Triệu Lệ Dĩnh có là hai cho thấy cặp đôi Minh Lan Truyện sẽ tái hợp? Tuy nhiên, số khác khán giả lại nghĩ thông tin này chả liên quan gì đến Phùng Thiệu Phong. Nếu Cảnh Điềm, Triệu Lệ Dĩnh giữ mối quan hệ thân thiết thì cũng là chuyện rất bình thường. Đặc biệt, có người đoán rằng Triệu Lệ Dĩnh, Cảnh Điềm sắp hợp tác. Các bài đăng của blogger chỉ nhằm mục đích nhá hàng cho một dự án mới nào đó thôi. Dẫu đã ly hôn được một thời gian dài, nhưng khán giả vẫn luôn quan tâm đến cuộc hôn nhân của cặp đôi Dĩnh Phong. Gần đây, trong một cuộc phỏng vấn, Triệu Lệ Dĩnh đã chia sẻ về những vai diễn cũ của mình. Nói về vai diễn Lục Trinh trong Lục Trinh Truyền Kỳ, Triệu Lệ Dĩnh cho biết khi ấy cô còn tương đối non nớt. Tuy nhiên, vai diễn toát ra sự lì lợm và nghị lực kiên cường vẫn giúp cô được khán giả chú ý. Một năm sau, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Tiết Sam Sam trong Sam Sam Đến Rồi. Đây là một nhân vật ngọt ngào nhưng vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết theo đuổi ước mơ. Tuy nhiên, phải tới khi tham gia Minh Lan Truyện, Triệu Lệ Dĩnh có được lượng fan đông đảo nhờ kỹ năng diễn xuất tốt và ngoại hình xinh đẹp. Khi nói về tác phẩm này, Triệu Lệ Dĩnh cho biết cô đã thu được rất nhiều bài học và nó cũng là bước ngoặt trong cuộc đời mình. Nữ diễn viên nhấn mạnh điều này khiến cho không ít người cho rằng cô muốn nói tới cuộc hôn nhân giữa mình và Phùng Thiệu Phong. Trong quá trình quay phim, Triệu Lệ Dĩnh và bạn diễn Phùng Thiệu Phong đã nảy sinh tình cảm. Sau khi Minh Lan Truyện phát sóng, cặp đôi chính thông báo tin vui về cuộc hôn nhân và nhận được lời chúc phúc từ đông đảo cư dân mạng. 5 tháng sau, cô hạ sinh con trai, một nhà ba người vô cùng hạnh phúc. Mặc dù vậy, cuộc hôn nhân đã tan vỡ. Có thể nói sau khi ly hôn, nhan sắc và danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh càng được nâng cao. Gần đây, nữ diễn viên liên tục gây sốt bởi thần thái quá đỗi xinh đẹp trong các chương trình đón năm mới. Mới đây nhất, tham gia chương trình Thịnh Điển Nghe Nhìn Internet Trung Quốc 2023, Triệu Lệ Dĩnh có tiết mục song ca khá ăn ý với Hoàng Trừng. Bài hát mà Triệu Lệ Dĩnh Hoàng Trừng thể hiện là Gió Thổi Bán Hạ. Mặc chiếc váy xanh lệch vai bắt mắt, Triệu Lệ Dĩnh khoe trọn vẻ đẹp mặn mà đằm thắm. Nữ diễn viên 8X để tóc xoăn, trang điểm theo phong cách cổ điển. Dù chỉ đứng yên một chỗ để hát, nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn được khen nức nở. Nhan sắc, thần thái và giọng hát trong trẻo của Triệu Lệ Dĩnh giúp cho nữ diễn viên trở thành tâm điểm chú ý trong Thịnh Điển Nghe Nhìn Internet Trung Quốc năm nay. Với 2023, Triệu Lệ Dĩnh được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện với phim cổ trang Giữ Phượng Hành. Giữ Phượng Hành có nội dung kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly, Triệu Lệ Dĩnh. Trong khi trốn xuống trần gian, cô gặp nạn và được hành chỉ Lâm Canh Tân cứu giúp. Về sau, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu hành chỉ dù không biết thân phận thật sự của anh. Đến lúc quay lại ma giới, Thẩm Ly mới phát hiện ra chuyện hành chỉ chính là người đã ban mối hôn sự oan nghiệt khiến cô tức giận đến mức phải từ chối. Từ thời điểm này, mối quan hệ yêu hận đan xen với nhiều tình tiết bi thương xen lẫn hạnh phúc giữa hai nhân vật mới thực sự bắt đầu. Nhiều khán giả cho rằng vai Thẩm Ly trong Giữ Phượng Hành khá giống vai Sở Kiều ở Sở Kiều Truyện. Bởi lẽ ở cả hai bộ phim, Triệu Lệ Dĩnh đều đóng vai nữ nhân tài giỏi. Điều này ít nhiều khiến khán giả tò mò quan tâm đến bộ phim hơn.